Chiều hôm nay thì nhà vườn Khánh Võ có một chuyến hàng về bằng xe container 18 tấn với những dòng cây như là cây sồi cát hồi lộc, quý chị, cây nhãn và cả mít nha. Bên cạnh em đây chính là một cây sồi cát hồi lộc vừa được cẩu xuống nè quý chị, cho quý chị xem. Wow, cái này thì vanh của nó phải dao động đến gần em quý chị ha, rất là to. Bầu thì khoảng tầm 1 mét đấy. Chiều sâu như thế này là lý tưởng để về mình trồng nha quý chị. Đặc biệt thì cái rễ của cây xoài này thì nó rất phát triển nè. Những cái cây mà khi nhà vườn Khánh Võ mang về đó quý anh chị, thì bên em sẽ dăm mũ và tỉa hết lại những cái cỏ này đi để giao trồng cho khách hàng nha. Với cái cây xoài cát hồi lộc này thì nó cao khoảng tầm 4 mét hơn, tán rất là đẹp, rất là đều. Khi mà quý anh chị mua những cái cây to lớn như thế này, bên em có xe chuyên dụng cẩu để đưa những cây này vào những vị trí mà khó nhất của vườn anh chị. Ngoài ra thì bên em có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có thể là hỗ trợ chăm cây cho quý chị khi mà quý chị mua cây và trồng cây. Thì quý chị thấy đây là một cây xoài vẫn được ăn cẩu xuống này. Mình nhìn vào lá cây thì mình có thể biết được là cây nó đang phát triển rất là tốt. Ngoài những cái thước mà cây xoài như thế này ra thì có những cây tầm trung, cây nhỏ hơn. Nếu quý chị có yêu thích đến những dòng cây ăn trái nhập ngoại của nhà vườn Khánh Võ thì hãy liên hệ ngay nhà vườn Khánh Võ để mình cậu cây về, mình trồng cây ăn trái trong năm 2024 này nha quý chị ha. Rồi cảm ơn quý chị rất là nhiều, gặp lại quý chị ở những video lần sau. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Sông Hành, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.